chào 500 anh em. Đây là dòng bát RCF 40 nha mọi người. Từ 220 qua 100. Đít bằng. Con này tiếng rất là uy lực, mạnh mẽ nha mọi người. Chuyên những là nâng tính sân khấu ngoài trời sân viên lớn. Đó đây các bạn của em đó 3 cân. Dòng này là côn tròn nha mọi người. Tiếng nó rất là mạnh mẽ. 3 cân. Đây là nội thất bên trong của em đó. Hàng nhập khẩu China loại 1 nha mọi người. Đến cao điểm là hàng China hết nha, không có là hàng Việt Nam đâu. Anh em nào mua thì cứ liên hệ cao điểm nha. Đây là RCF 40 từ 220 của 100. Quay gần gần cho anh em xem này, anh em có nhu cầu lên trước cao điểm nha, sẽ ship hàng toàn quốc. Rồi, xin chào 500 anh em.